chào quý thầy cô, các anh chị, các bạn đang có mặt tại lớp học MC Nhí Online ngày hôm nay. Ngay sau đây, con xin tự giới thiệu về bản thân mình. Con tên là Thắng Ngọc, tên đầy đủ của con là Trần Phan Thắng Ngọc. Năm nay Thắng Ngọc 8 tuổi, Thắng Ngọc học lớp 3, trường tiểu học Bình Phước. Thắng Ngọc đang ở quận Thủ Đức. Thắng Ngọc rất vui khi có mặt trong chương trình này. Thắng Ngọc chúc thầy cô, các anh chị